Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dinh dưỡng vì sức khỏe Việt được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong quá trình phát triển của cá thể con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn tiền dậy thì được đánh giá là một giai đoạn quan trọng. Ở giai đoạn này sẽ phát triển tối đa về thể chất, tinh thần và chiều cao. Nhiều phụ huynh thường quan tâm đến giai đoạn dậy thì khi trẻ có các dấu hiệu rõ rệt như là kinh nguyệt, vỡ giọng, nổi mụn, mới bắt đầu tập trung cao độ vào dinh dưỡng để trẻ tăng chiều cao. Tuy nhiên khi bố mẹ nhận ra những thay đổi này thì đồng nghĩa với việc thời kỳ phát triển đỉnh cao của trẻ sắp kết thúc, do đó cần quan tâm trẻ ở cả giai đoạn tạo đà, tiền dậy thì. Tuy nhiên trong thực tế giai đoạn này ở mỗi trẻ mỗi khác và chúng ta không thể biết chính xác ranh giới tiền dậy thì và dậy thì của từng trẻ, do đó nên đảm bảo dinh dưỡng tốt cho trẻ suốt cả giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì để giúp trẻ phát triển. Vì sau thời kỳ dậy thì cơ thể trẻ cũng tăng chiều cao nhưng với tốc độ rất chậm. Tổng cộng số tăng chiều cao của các năm sau không bằng một năm chiều cao tăng vọt trong thời kỳ tiền dậy thì. Vậy đối với trẻ tiền dậy thì cần cung cấp dinh dưỡng như thế nào để trẻ đủ sức khỏe cũng như là tăng chiều cao vượt trội là câu hỏi mà hầu hết tất cả cha mẹ đều quan tâm. Và để trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào MC Huy Hoàng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đó là giai đoạn tiền dậy thì bắt đầu từ bao giờ thưa bác sĩ? Thực ra với cái giai đoạn tiền dậy thì nó bắt đầu tương đối sớm. Ví dụ như trẻ gái thì thường có khi là 9 tuổi, trẻ trai là 10 tuổi. Và cái giai đoạn tiền dậy thì nó có thể kéo dài trong vòng khoảng 3 đến 4 năm. Thế thì khi mà trẻ bắt đầu có cái dấu hiệu dậy thì chính thức thì đấy là cái giai đoạn đã kết thúc cái giai đoạn tiền dậy thì ạ. Vâng ạ, một câu hỏi mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đó là các dấu hiệu của trẻ tiền dậy thì là như thế nào? Và ở giai đoạn này thì tâm sinh lý của trẻ đã có những thay đổi ra sao? Làm như thế nào để phân biệt được trẻ dậy thì và tiền dậy thì thưa bác sĩ? Vâng, với trẻ tiền dậy thì với trẻ trai và trẻ gái thì có khác nhau một chút. Tức là chúng ta thấy ví dụ như trẻ gái thì các cháu nó bắt đầu ở giai đoạn tiền dậy thì các cháu nó bắt đầu ví dụ như tuyến vú bắt đầu phát triển nhỏ và dần dần trong vòng khoảng 3 năm thì cái tuyến vú nó sẽ phát triển đầy đủ hơn. Và ví dụ như là trẻ cũng hay mọc mụn trứng cá và cơ thể cũng bắt đầu có thể có cái mùi nó thay đổi. Rồi trẻ về tâm sinh lý thì trẻ cũng bắt đầu xuất hiện các cái dấu hiệu giới tính như là bắt đầu hiểu biết về giới tính và cũng hay là e thẹn trước các cái bạn khác giới. Vâng, tiếp với trẻ trai thì các cháu cũng có các dấu hiệu tiền dậy thì như là các cháu cũng phát triển chiều cao tốt và chúng ta thấy rằng trẻ bắt đầu có mụn này, rồi cũng thay đổi giọng nói. Như vậy thì chúng ta thấy là cái mùi cơ thể của em bé, của các cháu cũng bắt đầu có các cái dấu hiệu thay đổi. Vâng, như chúng tôi cũng đã chia sẻ trong phần đầu trên chương trình là giai đoạn tiền dậy thì quan trọng không kém gì giai đoạn dậy thì cả. Đây là một con giai đoạn rất là quan trọng. Thì không biết là bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái điều quan trọng ở giai đoạn này cũng như là giai đoạn này thì kéo dài trong bao lâu thưa bác sĩ? Vâng, ở giai đoạn tiền dậy thì thực sự rất là quan trọng đối với cả trẻ trai và trẻ gái. Thì chúng ta thấy khi mà cháu có các cái dấu hiệu tiền dậy thì mình chú ý là để chăm sóc cái dinh dưỡng tối ưu thì cái chiều cao các cháu sẽ phát triển tối ưu. Ví dụ những cái năm tiền dậy thì các cháu có thể tăng 7-8 cm một năm. Và sát cái năm dậy thì á, thì thậm chí các cháu có một cái năm tăng vọt là 10-12 cm một năm. Với trẻ gái, trẻ trai có thể tăng 10-13 cm một năm á. Thì chúng ta thấy rằng khi mà dậy thì tiền dậy thì các cháu cũng thấy tăng chiều cao rất là nhanh. Nhưng khi mà cái dấu hiệu dậy thì bắt đầu xuất hiện, ví dụ như với trẻ gái là các cháu bắt đầu cái hành kinh lần đầu tiên, và trẻ trai thì các cháu có cái xuất tinh lần đầu tiên, thì như vậy đấy là kết thúc cái giai đoạn tiền dậy thì và các cháu đã dậy thì rồi. Và khi mà sau dậy thì cái năm sau dậy thì các cháu cũng chỉ tăng chiều cao ít hơn cái năm tiền dậy thì các cháu chỉ tăng khoảng 5-7 cm một năm thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nuôi dưỡng ở giai đoạn tiền dậy thì đặc biệt quan trọng và bố mẹ nên chăm sóc sớm chứ không phải đợi các cháu dậy thì rồi mình mới tập trung chăm sóc thì lúc đấy là hơi muộn rồi. Vâng, như bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ là cái việc mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng cho
các trẻ trong giai đoạn tiền dậy thì là rất là quan trọng đúng không ạ? Thì Vâng. bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn thì cụ thể thì dinh dưỡng trong độ tuổi này đóng vai trò quan trọng như thế nào? Và nếu mà chúng ta thiếu hụt dinh dưỡng cho các bé trong giai đoạn này thì nó có thể gây nên những cái hiệu quả, những cái hậu quả như nào? Thực tế thì cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì nhu cầu dinh dưỡng của các cháu tăng rất là cao, thậm chí còn cao hơn người trưởng thành. Ví dụ như là đến 10 tuổi và đến 18 tuổi thì nhu cầu canxi của các cháu là 1.000 mg một ngày. Nhưng mà trước đó, trước 10 tuổi thì các cháu chỉ cần khoảng 850 mg canxi một ngày. Còn vitamin D thì các cháu cũng đều cần khoảng 600 đơn vị quốc tế một ngày. Và sắt chẳng hạn thì các cháu cũng cần khoảng 14-15 mg sắt một ngày, hay kẽm thì các cháu cũng cần xung quanh khoảng 10 mg một ngày. Thế protein thì chúng ta biết rằng căn cứ vào cái phần năng lượng theo nhu cầu ở đây, thì cái giai đoạn này các cháu cái nhu cầu năng lượng cũng tăng dần, mà các cháu cần dao động khoảng 2.100 đến 2.400 kilocalo một ngày. Và trong đó thì chất đạm chúng ta biết rằng cũng cần khoảng 1,2 đến 1,5 gram protein cho 1 kg thể trọng các cháu. Ví dụ các cháu mà xung quanh khoảng 40 kg thì chúng ta biết rằng các cháu cần 60 gram protein, hoặc là lớn cao cân nặng hơn nữa thì các cháu cần khoảng 70 gram protein trên trong một ngày đó. Thì chúng ta biết rằng protein không có nghĩa đấy chỉ là thịt cá, trứng sữa, mà chúng ta phải tính là ví dụ ăn 100 gram thịt, thịt thăn chẳng hạn thì cho 18 gram protein, hay các cháu uống một cốc sữa thì các cháu cũng được khoảng 7 gram protein một ngày. Đấy để chúng ta tính tổng lượng cái protein trong ngày cho các cháu cho đủ. Bên cạnh các vi chất thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đảm bảo cái phát triển chiều cao tối ưu. Ví dụ chúng ta thấy rằng giai đoạn này mà mẹ lại nuôi con là nó thiếu cả năng lượng, thiếu protein, rồi các cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho tăng chiều cao như sắt, xin lỗi, như là canxi, như là vitamin D3, như là kẽm chẳng hạn, và cả sắt nữa, thì chúng ta thấy rằng thiếu vi chất thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tăng trưởng chiều cao của các cháu, bên cạnh chế độ ăn thiếu năng lượng và thiếu protein ạ. Vâng, theo thông tin mà chúng tôi nắm được thì tiền dậy thì là giai đoạn trẻ phát triển rất là mạnh, Vâng. nhanh về thể lực và có sự thay đổi của hệ thần kinh, nội tiết và nổi bật là sự hoạt động của các tuyến sinh dục tăng lên, gây ra những biến đổi về hình thức và sự tăng trưởng của cơ thể. Tuổi này thì trẻ hoạt động nhiều nên cần phải có một chế độ dinh dưỡng thật là tốt cho trẻ phát triển tiềm năng. Như bác sĩ thì cũng đã phân tích rất là kỹ càng là mỗi ngày thì các bé nên được cung cấp hàm lượng dinh dưỡng như thế nào rồi phải không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều phụ huynh lo lắng về cái việc là gia đình có thể bổ sung thừa cho các bé. Thì không biết là trong cái giai đoạn này nếu mà chúng ta bổ sung quá thì không biết là có gây ra những cái hậu quả gì không hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng với bà mẹ thông thái thì tôi nghĩ rằng để bổ sung đầy đủ các chất cho các cháu thì mình nên có sự tư vấn của các bác sĩ, nhất là các bác sĩ dinh dưỡng và nhi khoa, thì nắm vững là từng tuổi các cháu cần bao nhiêu chất và nó có ở những thực phẩm nào, và thậm chí chúng tôi cũng cung cấp các cái thực đơn theo nhóm tuổi các cháu khác nhau. Thế thì ngược lại một số bà mẹ thì tôi thấy rằng cũng rất là chăm con, nhưng mà mình cứ tự động là mình mua các cái thực phẩm chức năng, các vi chất dinh dưỡng về cho con uống á, thì nhiều khi chúng ta thấy rằng nếu mà cho con uống thừa nó cũng gây ra cái rối loạn nội tiết mà có thể ảnh hưởng đến cái dậy thì của các cháu. Ví dụ chúng ta thấy rằng có một số thuốc nó lại có cả kèm theo nội tiết tố, hoặc là nó giúp nó làm cho cái tăng trưởng quá nhanh, hoặc nó gây rối loạn nội tiết thì cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng của các cháu. Hay chúng ta bổ sung quá nhiều, ví dụ tôi ví dụ là bổ sung canxi quá nhiều, nhiều mẹ cứ nghĩ là càng tốt, nhưng mà thực tế chúng ta bổ sung nhiều quá thì thận nó phải làm việc để nó thải, và không thải hết thì nó có thể gây lắng đọng, gây sỏi thận. Hay là chúng ta thấy rằng mà khi mà cơ thể phải đào thải bớt chất chuyển hóa của chất đạm, ăn nhiều chất đạm, chất thịt quá thì chúng ta thấy rằng cũng lại làm mất canxi của cơ thể. Hay nhiều bà mẹ thì tôi thấy lại bổ sung quá nhiều vitamin D cho con, mà chúng ta thấy rằng khi bổ sung nhiều quá thì cơ thể nó thừa, và thừa thì gan phải làm việc nhiều và nó gây ra tăng cái chuyển hóa men gan, và thậm chí các cháu lại biếng ăn rồi lại ngủ không ngon giấc, thì lại ảnh hưởng đến cái tăng trưởng chiều cao của các cháu ạ.
Vâng, như bác sĩ cũng đã chia sẻ rồi là ở giai đoạn này thì ba mẹ thì quan trọng nhất đó là chiều cao của các em. Thì Vâng. không biết là để bổ sung chiều cao, giúp các em có thể tăng trưởng chiều cao đến kích thước tối đa thì ở trong giai đoạn này thì trẻ nên được ăn những thực phẩm thuộc nhóm nào thưa bác sĩ? Ra để mà trẻ tăng chiều cao tối ưu thì bà mẹ cũng nên hiểu biết là con mình phải ăn bao nhiêu thực phẩm trong một ngày để trước hết là đủ năng lượng đã. Và chất đạm thì chúng ta thấy rằng nó có từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu phụ, đậu đỗ, và mình phải ăn phối hợp các cái đạm động vật và thực vật. Và chúng ta cũng chỉ tính đủ đạm cho các cháu thôi, đừng ăn quá thừa. Nhiều mẹ cứ ép con nào ăn thịt, ăn trứng nhiều quá rồi lại uống sữa cũng rất nhiều thì thừa đạm, và chúng ta biết rằng thừa đạm nó cũng có thể gây thừa cân béo phì, và khi thừa cân béo phì thì nó cũng lại gây rối loạn cân nội tiết của cơ thể và cũng ảnh hưởng đến cái tăng chiều cao của các cháu thì cũng không tốt. Và như tôi nói thì ví dụ mẹ cũng tính là theo cân nặng của con mình, là tôi tính là cân nặng mà chuẩn là không có thừa cân béo phì. Ví dụ con nặng 50 cân thì con cũng chỉ cần khoảng 70 gram protein thôi, chứ đừng cho 70 75 gram, đừng cho nhiều quá. Và hiện nay theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì các trẻ cấp 1, cấp 2 hiện nay của các cháu là ăn thừa đến một từ 150 đến 200% nhu cầu chất đạm cho cơ thể. Và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái phát triển và cũng là nguy cơ gây các cái bệnh mãn tính sau này của các cháu. Và các mẹ cũng chú ý là chúng ta bổ sung đủ canxi, vitamin D3, rồi sắt, kẽm cho cháu để cháu đảm bảo cái tăng trưởng chiều cao tối ưu ạ. Vâng, một băn khoăn đó là không biết là dinh dưỡng cho trẻ nam và trẻ nữ ở trong giai đoạn này thì không biết là có khác nhau nhiều hay không thưa bác sĩ? Thực ra thì với trẻ nam và trẻ nữ thì dinh dưỡng các cháu không khác nhau nhiều lắm. Ví dụ cùng một nhóm tuổi thì các cháu trẻ trai có thể cần hơn trẻ gái khoảng 1 đến 200 kcal mỗi ngày. Thế còn các vi chất dinh dưỡng thì các cháu là hai nhóm tuổi là cần tương đương nhau ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Thưa quý vị khán giả, dinh dưỡng rất quan trọng để trẻ có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nếu bổ sung không đúng cách hoặc là ăn quá nhiều một số nhóm thực phẩm cũng gây nên hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ. Dậy thì sớm là tình trạng sinh lý phát triển sớm hơn bình thường. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân cơ bản hàng đầu là do tiêu thụ những thực phẩm kích thích dậy thì sớm. Vậy những thực phẩm đó là gì? Cùng đi giải đáp cho vấn đề ngày hôm nay, chúng tôi đã có tổng hợp ngắn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Những thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ. 1. Thịt cổ gia cầm. Thịt cổ gia cầm là thực phẩm gây dậy thì sớm hàng đầu ở trẻ bởi vị trí từ cổ tới đầu của ngan, vịt, gà, ngỗng thường là nơi tích tụ thuốc tăng trọng khi gia cầm ăn vào. Do đó, khi cha mẹ cho con ăn nhiều thịt cổ, đồng nghĩa với việc bé bị kích thích phát triển, gây ra dậy thì sớm. 2. Rau củ trái mùa. Các thực phẩm trái mùa thường chứa nhiều hóa chất, trong đó có chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản. Khi trẻ ăn quá nhiều các loại thực phẩm này, hormone tăng trưởng bị ảnh hưởng, dễ dẫn tới hiện tượng dậy thì sớm. 3. Thực phẩm chiên rán. Các món ăn chiên rán thơm ngon luôn hấp dẫn trẻ cũng như người lớn. Tuy nhiên, khi nấu ở nhiệt độ cao, các món ăn như gà rán, khoai tây chiên sẽ bị biến đổi chất. Nếu trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết cơ thể, dậy thì sớm hơn. 4. Các loại thịt cá nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Hiện nay để tăng năng suất chăn nuôi, nhiều người trộn thêm thuốc tăng trọng, thuốc kích thích tăng trưởng vào thức ăn cho lợn, bò, gà, cá. Những loại thịt chứa nhiều loại hóa chất này đều có ảnh hưởng tới hệ nội tiết của trẻ nếu ăn quá nhiều và thường xuyên. 6. Các loại thực phẩm đóng hộp. Phần lớn các thực phẩm đóng hộp đều có các chất tạo màu, tạo hương liệu, đặc biệt là thành phần chất bảo quản. Những hóa chất này đều tương tự như hormone giới tính. Việc sử dụng quá nhiều thực phẩm này sẽ khiến trẻ dậy thì sớm. 7. Các món ăn nội tạng động vật. Ăn nhiều các món chế biến từ nội tạng động vật sẽ khiến trẻ bị béo phì và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, các món ăn này cũng gây dậy thì sớm ở trẻ khi cơ thể dung nạp những món ăn có tính chất kích thích phát triển ở mức độ cao. Nước ngọt có ga. Theo nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng trẻ em tại Đức, nước ngọt có ga là một trong những loại thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ bởi chúng chứa nhiều đường. Trẻ em uống nhiều nước ngọt dễ tích mỡ, yếu cơ bắp và tăng cân nhanh. Nghiên cứu cũng cho thấy những bé gái thừa cân, béo phì có thể dậy thì sớm hơn những bé nhẹ cân, biếng ăn. Nghiêm trọng hơn, trong nước ngọt có ga còn chứa nhiều glycemic, chất làm tăng mức insulin và tăng khả năng tiết hormone sinh dục, gây dậy thì sớm ở bé gái. Xin được quay trở lại chương trình với câu hỏi gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm.
Thưa bác sĩ, nhiều quan điểm cho rằng trẻ em ăn một số thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như là yến chẳng hạn, thì có thể dễ gây ra tình trạng dậy thì sớm. Không biết là cái quan điểm này thì có đúng hay không thưa bác sĩ? Thực ra quan điểm này tôi thấy rằng không đúng, bởi vì chúng ta thấy rằng trong có thể trong yến nó có một số cái hormone của con chim yến, nhưng mà chúng ta biết rằng qua quá trình chưng cất và ở cái nhiệt độ khi mà sản xuất á, thì nó những cái này nó còn ít và nó không còn nữa. Và chúng ta thấy rằng cũng không có cái bằng chứng khoa học nào mà đã khẳng định là ăn yến mà gây dậy thì sớm, tức là không có cái nghiên cứu khoa học nào khẳng định. Mà chúng ta biết rằng yến thì nó cũng là một thực phẩm bổ dưỡng, nó cũng cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng thì tôi thấy cũng rất là tốt. Nhưng mà đương nhiên thì chúng ta cũng cho ăn vừa phải, ví dụ mỗi ngày các cháu 1-2 hộp là quý rồi, chứ không có nghĩa là ăn càng nhiều càng tốt ạ. Được. Nhiều quan điểm thì cho rằng là trẻ uống nhiều sữa tươi và các loại sữa bột thì cũng có thể gây ra tình trạng là dậy thì sớm. Bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn tới quý vị khán giả. Thực ra cái quan điểm này tôi thấy là các mẹ cũng hay trao đổi với nhau trên các cái diễn đàn mạng xã hội, thì thậm chí ở các cái trường học khi mà tham gia chương trình sữa học đường thì các mẹ cũng cứ ái ngại là không cho con tham, một số mẹ thì cũng bảo là không cho con tham gia vì sợ là dậy thì sớm. Thì tôi khẳng định là sữa không gây dậy thì sớm, bởi vì chúng ta biết rằng với tất cả các sữa được ra thị trường thì nó phải đảm bảo các cái yếu tố về mặt kiểm nghiệm mà không có hormone tăng trưởng trong đấy, và các cơ quan quản lý về y tế từ các chi cục thực phẩm cho đến cục thực phẩm thì những cái sữa đảm bảo chất lượng là đã có phiếu kiểm nghiệm đầy đủ thì mới ra thị trường. Và chúng ta biết rằng sữa là nguồn cung cấp protein chuẩn, protein của sữa hấp thu đến 96%, và sữa và sản phẩm của sữa là cái nguồn cung cấp canxi chính cho cơ thể. Các thực phẩm khác cũng có nhưng mà rất là ít. Rồi thường sữa công thức thì chúng ta biết rằng được tăng cường thêm khoảng trên 20 chất dinh dưỡng nữa, thì tôi nghĩ là đều tốt cho các cháu để phát triển cả về chiều cao, cả về mặt trí tuệ. Thì tôi khuyên là chúng ta phải bổ sung, vẫn nên bổ sung sữa cho các cháu theo cái khuyến nghị sữa của Viện Dinh dưỡng đề ra. Và ví dụ như là các cháu mà ngoài 10 tuổi thì chúng tôi vẫn khuyến nghị là chắc là các cháu vẫn cần khoảng 500-600 sữa và các sản phẩm sữa, ví dụ như sữa chua hay là phô mai váng sữa thì hoàn toàn các cháu ăn được. Và các cháu cũng cần khoảng 500-600 ml sữa một ngày, thì các mẹ nên bổ sung đủ cho con. Thậm chí tôi thấy rằng nhiều mẹ thấy con hơi béo một tí hoặc lại sợ con dậy thì sớm lại cắt sữa của con, thì tôi thấy ra rất là ái ngại. Là tôi quan sát là nhiều cháu mà không uống sữa thì một năm không tăng chiều cao đấy, để chúng ta thấy rằng cái tác hại về cái hiểu biết sai lầm của bà mẹ. Vâng ạ, một trong số những cái dưỡng chất quan trọng nhất trong cho trẻ trong giai đoạn này như chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại đó là canxi ạ. Vậy thì chúng ta cần bổ sung cho trẻ lượng canxi như thế nào, và bổ sung canxi cho trẻ ở giai đoạn này thì có cần lưu ý gì hay không thưa bác sĩ? Vâng, canxi thì rất là cần cho đảm bảo cái nhu cầu của trẻ nửa tuổi tiền dậy thì và dậy thì. Như tôi nói là nhu cầu của cháu từ 10 đến 18 tuổi là cần 1000 mg canxi mỗi ngày. Thế ví dụ các cháu ăn một hộp sữa chua hay uống 100 ml sữa thì các cháu cũng được cung cấp 100 mg canxi. Ví dụ giả sử chúng ta thấy rằng các cháu uống khoảng 600 ml sữa một ngày thì sữa và sữa chua đấy thì đã được 600 mg canxi. Thế còn các thực phẩm tự nhiên thì các cháu được khoảng 200 trong các cái thực phẩm tự nhiên từ rau củ hoặc là ngũ cốc chẳng hạn. Thế thì cũng vẫn thiếu, chưa đủ 1000 đâu. Thế thì nhiều cháu là tôi nghĩ rằng giai đoạn này ta nên bổ sung thêm các cái chế phẩm canxi cho con, ví dụ như là có thể dạng viên, nếu các cháu uống được dạng viên rồi, hoặc là dạng gói mình hòa với nước cho con, hoặc dạng ống nước. Thế thì chúng ta bổ sung xung quanh khoảng 200-300 mg canxi mỗi ngày cho con, thì như vậy là chúng ta tính là đủ 1000 mg canxi mỗi ngày. Thế thậm chí có cháu uống ít sữa thì ta bổ sung khoảng 500 mg canxi, mà mình chọn các cái canxi gọi là canxi hữu cơ hay canxi sinh học. Canxi từ tảo biển đỏ này, canxi từ cá tuyết, đấy là những cái canxi mà có giá trị sinh học cao thì mình nên chọn để bổ sung cho con ạ. Thì không biết là kẽm ở trong giai đoạn này thì đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của trẻ, và cách bổ sung chất béo đúng và đủ như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, kẽm thì rất là quan trọng trong cái phát triển
chiều cao của các cháu, bởi vì thiếu kẽm thì chúng tôi quan sát là thiếu kẽm thì ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều cao, và chúng ta thấy rằng ngay cả bà mẹ mang thai mà thiếu kẽm thì thai nhi phát triển chiều dài cũng không tốt. Thế ở lứa tuổi dậy thì này thì ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì các cháu cần xung quanh khoảng 10 mg kẽm một ngày. Thì chúng ta biết rằng kẽm nó cũng có nhiều trong thức ăn biển, nhưng mà chúng ta đặc biệt chú ý những cái con vỏ cứng ấy, ví dụ con hàu, con sò, con ngao là nhiều kẽm hơn là cá hay tôm hay cả thịt. Thì những cái con vỏ cứng này nồng độ kẽm nó có thể gấp 3-4 lần nồng độ kẽm trong thịt, trong cá. Thế thì chúng ta nếu mà cháu nào ít mà ăn các cái hải sản ở biển như vậy thì các cháu cũng hay thiếu kẽm. Và thực tế chúng tôi ngồi phòng tư vấn dinh dưỡng, tôi xét nghiệm thì thấy rằng là các cháu, ngay cả các cháu học sinh, tức là tiền dậy thì và dậy thì, các cháu thiếu kẽm cũng rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái thực phẩm thì các mẹ cũng có thể bổ sung thêm, ví dụ như là mỗi ngày cho con chỉ là 5 mg thôi, còn mình ước tính là 5 mg từ chế độ ăn của thực phẩm tự nhiên các cháu rồi, thì như vậy là đủ kẽm cho tăng trưởng chiều cao. Và kẽm cũng rất quan trọng với cái miễn dịch của các cháu, nếu mà thiếu kẽm là cái khả năng miễn dịch các cháu cũng kém và dễ bị mắc bệnh nữa. Vâng ạ, nhiều người thì cũng cho rằng là ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, đặc biệt các bé gái thì cần bổ sung sắt, thì về quan điểm này thì bác sĩ nghĩ sao? Vâng, tôi nghĩ rằng quan điểm này rất là đúng, bởi vì là các cháu gái là chuẩn bị vào giai đoạn dậy thì các cháu là bị hành kinh, mà chúng ta biết rằng mỗi lần hành kinh hàng tháng 3 đến 5 ngày như vậy thì các cháu cũng mất rất là nhiều sắt. Và thực tế thì trẻ em học sinh Việt Nam mình cũng thiếu máu xung quanh khoảng 15-20%, thì và cái nguyên nhân thiếu máu chủ yếu là thiếu sắt. Thì giai đoạn này là các cháu ở cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì các cháu cũng cần xung quanh khoảng 14-15 mg sắt một ngày. Ngay cả trẻ trai các cháu cũng cần để mà đảm bảo cái tăng trưởng về hồng cầu cũng như phát triển. Thế thì chúng ta bổ sung sắt từ thực phẩm, ví dụ như các cháu ăn thịt bò chẳng hạn là nhiều sắt, hay ăn thêm trứng, thịt lợn cũng có sắt nhưng mà cũng không nhiều bằng thịt bò, hay là ví dụ trong gan gà nó cũng nhiều sắt. Thế thì cả ngoài bổ sung các cái thực phẩm, chọn thực phẩm giàu sắt, hay trong đậu xanh, đậu đen cũng có sắt. Nếu các cháu ăn không đủ thì chúng ta cũng có thể bổ sung các cái chế phẩm, ví dụ như cái viên đa vi chất dinh dưỡng. Theo nhóm tuổi của các cháu thì trong này cũng có sắt, chứ cũng không nhất thiết là chúng ta bổ sung sắt riêng, mà tôi nghĩ là các cháu được bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng, ví dụ mỗi ngày một viên hoặc cách ngày một viên tùy theo cái chế độ ăn tốt hay không, thì chúng ta thấy rằng nó cũng đảm bảo sắt cho các cháu ạ. Vâng ạ, bên cạnh một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh và đầy đủ ra thì không biết là về chế độ luyện tập cho các bé ở trong giai đoạn này như thế nào ạ? Bởi chúng ta thì cũng đã biết rồi là ở giai đoạn này là chúng ta phát triển rất là tốt về kinh tế, nên là nhiều bé cũng rơi vào tình trạng là thừa cân béo phì. Thì bác sĩ có thể cho lời khuyên ạ? Vâng, ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì, và các cháu cũng là cái lứa tuổi các cháu cũng phải học hành rất là nhiều, từ học chính cho đến học phụ, và các cháu cũng ít thời gian để vận động á. Mà nếu được rỗi rãi thì hiện nay thì các cháu hay ngồi tĩnh tại là xem điện thoại nhiều á, hay là xem iPad rồi chơi game, thì tôi thấy cái điều này nó ảnh hưởng là làm cho cháu thừa cân béo phì, và khi thừa cân béo phì thì gây ra rối loạn chuyển hóa nội tiết và cũng ảnh hưởng đến cái tăng trưởng chiều cao tối ưu của các cháu. Thì tôi khuyên là ít nhất á, các cháu phải được vận động, tập luyện thể dục thể thao, hoặc ngay cả các cháu làm các công việc gia đình nữa, ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Thì cái điều này nó cũng giúp cho cái tăng trưởng chiều cao tốt, bởi vì khi các cháu vận động thì cái hormone tăng trưởng cũng được tiết đầy đủ hơn và góp phần cho các cháu tăng cái chiều cao tối ưu được tốt hơn. Vâng ạ, nhiều người thì cho rằng là khi mà chúng ta bổ sung canxi cho các bé thì cũng nên là bổ sung cả vitamin D nữa, thì nó sẽ dễ chuyển hóa canxi ở trong cơ thể hơn. Thì không biết là bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn tới quý vị khán giả để hiểu rõ hơn về thông tin này. Vâng, cái thông tin này tôi nghĩ rằng là rất là đúng ấy. Bởi vì thế này ạ, vitamin D thì có trong thực phẩm thông thường rất là ít. Chỉ trường hợp ví dụ các cháu uống sữa thì được thêm một ít vitamin D từ các sữa công thức ạ. Chứ còn sữa tươi thì cũng không nhiều. Và cái vitamin D nó có đặc điểm là ít trong thực phẩm, do đó mà phải nhờ là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời,
Ví dụ các cháu tiếp xúc ánh nắng mặt trời là 15-20 phút mỗi ngày vào cái lúc là mới của ánh nắng mặt trời là tốt nhất. Và lúc đấy thì các cháu lại phải mặc, ví dụ như phải mặc áo cộc chẳng hạn, hoặc là mặc quần ngắn, thì lúc đấy ánh nắng mới tiếp xúc được với da. Thế còn mà chúng ta biết rằng cái thời gian của ánh nắng mặt trời có khi các cháu lại phải vào lớp học rồi, thì các cháu ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Và ở lớp thì chúng ta biết rằng cũng ra chơi rất là ít và cũng không có đủ cái không gian cho các cháu tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Thì tôi khuyên rằng phải bổ sung thêm vitamin D cho con. Thực tế là chúng tôi xét nghiệm thì những cháu học sinh thiếu vitamin D rất nhiều. Ví dụ trong máu là 30, bình thường phải 30-40 đơn vị, nhưng mà nhiều cháu chúng tôi xét nghiệm chỉ được xung quanh 10 đơn vị vitamin D trong máu. Và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái hấp thu chuyển hóa canxi rất là nhiều. Mặc dù ví dụ các cháu uống sữa tươi đấy khoảng 3 hộp một ngày, 3 cốc một ngày, nhưng không có vitamin D thì vẫn không hấp thu được canxi. Để ta thấy là cái thiếu hụt của canxi, thiếu hụt của vitamin D nó rất là quan trọng. Và không kể vitamin D thì nó còn liên quan đến miễn dịch của các cháu. Nếu chúng ta thấy rằng đủ vitamin D thì cái tình trạng miễn dịch của các cháu rất là tốt, các cháu cũng ít nguy cơ mắc các cái bệnh, nhất là lây truyền qua con đường hô hấp ở học đường, như là các cái bệnh về cúm này, hay là các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng chẳng hạn, thì các cháu cũng giảm đi ạ. Vâng, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được gửi tới bác sĩ một câu hỏi, đó là hiện tại ở trên các diễn đàn sức khỏe thì có hai xu hướng phụ huynh nuôi chăm con ạ. Một xu hướng thì là muốn nuôi con theo hướng là thuận tự nhiên, và một hướng thì là muốn bổ sung cho con ngoài những cái thực phẩm đưa vào cơ thể thì có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng, các đa vi chất. Thì không biết là theo bác sĩ, với quan điểm của bác sĩ thì là quan niệm nào thì là sẽ hợp lý hơn trong thời điểm hiện nay ạ? Tôi nghĩ rằng quan điểm của các mẹ tiên tiến là chúng ta vẫn phải bổ sung thêm các cái chế phẩm, gọi là thực phẩm bổ sung cho các cháu để đảm bảo các cháu tăng trưởng chiều cao tối ưu. Bởi vì thực tế một chế độ ăn chỉ thuần tự nhiên, thực ra thì khi mà lựa chọn thực phẩm không khéo thì chúng ta vẫn không đủ. Hai nữa là một số vi chất nó lại bị giảm đi khi mà chúng ta chế biến ở nhiệt độ cao, ví dụ như vitamin C, acid folic chẳng hạn, thì chúng ta chọn thực phẩm đấy nhưng mà có khi chế biến nó mất khoảng 70-90% rồi. Thì tôi khuyên là các mẹ nên bổ sung các cái thực phẩm bổ sung cho con, đặc biệt cái giai đoạn mà tiền dậy thì và dậy thì là rất là quan trọng. Nhưng mà tôi khuyên lại phải theo cái tư vấn của các bác sĩ dinh dưỡng và nhi khoa, chứ còn mình cứ tự động bổ sung cho con thì ta chọn một là không được sản phẩm tốt, hai là lại thừa, hoặc lại không thiếu, hoặc lại không đủ nhu cầu cho các cháu, thì các cháu cũng không phát triển tối ưu ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ. Vâng. Thưa quý vị khán giả, trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi, trẻ đang học tiểu học và bắt đầu bước vào giai đoạn tiền dậy thì. Thậm chí bé đã bắt đầu dậy thì. Trẻ cần khoảng từ 1.350 đến 2.200 kcal mỗi ngày. Thường có nhu cầu ăn nhiều loại thức ăn hơn trước. Các bé thường ăn từ 4 đến 5 lần một ngày, bao gồm cả bữa ăn nhẹ. Để có một chế độ ăn uống cân bằng cho trẻ độ tuổi này, cùng theo dõi tháp dinh dưỡng dưới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tháp dinh dưỡng cho trẻ 6 đến 11 tuổi. 1. Muối, đường. Trẻ 6 đến 11 tuổi chỉ sử dụng tối đa không quá 15g đường và không quá 4g muối mỗi ngày. 2. Chất béo. Số lượng dầu mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ từ 6 đến 11 tuổi được phân theo các nhóm độ tuổi như sau: 6 đến 7 tuổi 5 phần, 8 đến 9 tuổi 5,5 phần, 10 đến 11 tuổi 6 phần. Mỗi phần mỡ tương đương với 5g mỡ, mỗi phần dầu tương đương với 5ml dầu ăn. 3. Protein. Số lượng thịt, thủy sản, trứng và các hạt rau đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ từ 6 đến 11 tuổi được phân theo các nhóm độ tuổi như sau: từ 6 đến 7 tuổi 4 phần, 8 đến 9 tuổi 5 phần, 10 đến 11 tuổi là 6 phần. 4. Sữa và các chế phẩm từ sữa. Từ 6 đến 7 tuổi từ 4 đến 5 phần, 8 đến 9 tuổi 5 phần, 10 đến 11 tuổi 6 phần. Một phần sữa và chế phẩm sữa cung cấp 100mg canxi, tương đương một miếng phô mai có trọng lượng bằng 15g, hay một cốc sữa 100ml hoặc một hộp sữa chua 100g. 5. Tinh bột. Số lượng ngũ cốc và chế phẩm từ ngũ cốc trong khẩu phần ăn của trẻ 6 đến 11 tuổi. 6 đến 7 tuổi 8 đến 9 phần, 8 đến 9 tuổi 10 đến 11 phần, 10 tuổi đến 11 tuổi 12 đến 13 phần. Một phần ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cung cấp 12g glucid, tương đương với cơm, 1/2 bát cơm khoảng 55g.
phở 1/2 bát nhỏ khoảng 60g, bún 1/2 bát nhỏ khoảng 80g, bánh mì 1/2 ổ khoảng 38g, một bắp ngô luộc khoảng 122g. 6. Rau củ, trái cây, một phần rau củ tương đương 100g, số lượng rau củ của trẻ từ 6 đến 11 tuổi được phân theo các nhóm tuổi như sau: 6 đến 7 tuổi là 2 phần, 8 đến 9 tuổi từ 2 đến 2,5 phần, 10 đến 11 tuổi là 3 phần. Lượng trái cây quả chín trong khẩu phần ăn của trẻ từ 6 đến 11 tuổi được phân theo các nhóm tuổi như sau: 6 đến 7 tuổi 1,5 đến 2 phần, 8 đến 9 tuổi là 2 phần, 10 đến 11 tuổi từ 2 đến 2,5 phần. 7. Nước và các thức uống dạng lỏng. Mỗi ngày trẻ 6 đến 11 tuổi cần uống trung bình từ 1.300 đến 1.500 ml bao gồm cả nước, sữa và nước trái cây, tương đương với 6 đến 8 ly nước mỗi ngày. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Dinh dưỡng vì sức khỏe Việt ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.